hết tiền. Cậu nhìn gì thế? À, hôm nào tớ đá quả cầu lên đây cao quá, tớ không lấy được. Để tớ xem nào. Cao thế này thì sao mà lấy được? Hay là hôm nào tớ mua cho cậu một quả đó. Cậu hứa rồi đấy nhá. Tớ kệ, tớ tớ đi về đây. Chào cậu. Trộm, mọi người, trộm, mọi người. Ai của cậu tôi là trộm, cậu nói đi. Cậu bị mồm tôi như thế thì làm sao mà tôi nói được. Mà cậu trèo lên cây nhà tôi làm gì? Tính đi ăn trộm gì đúng không? Tôi trèo lên để... Để làm gì? Để bắt con chim thôi mà. Chứ tưởng nhà cậu cao như thế này, tôi trèo vào một niềm tin à? Thế đằng sau cậu giấu cái gì kìa? Có con chim thôi mà. Đâu, đưa tôi xem nào. Tôi về trước nhé, chào cậu. À, đố chúng mày biết nhá. Cái đường nào gọi là đường năm cu? Năm cu ấy. Làm gì có cái đường nào năm cu? Có mà, Động Lão đi. Ê, tao biết rồi nhá. Sủa đấy. Sủa đấy, sủa đấy. Là đường năm cu. Chính xác, chính xác, đường năm cu. Điền à? Sai rồi. Tức là đường gì nhỉ? Chúng mày chịu chưa? Chịu. Mày nói đi. Đấy gọi là đường Hạng Ngũ Lão. Đường Phạm Ngũ Lão có 5 cu thả. Ngũ thế. Phạm Ngũ Lão, Ngũ Lão là có 5 ông lão rồi. Đấy, mà 5 ông lão thì chả là 5 cu. Đúng không? Khoa đã. Nhìn gì ạ? Chúng mày nhìn cái gì đấy? Mày dám trôn bọn tao à? Ngọc ơi, xuống đây bàn việc của bọn tôi luôn đi. Là báo tường ấy mà. Tôi cũng đã giao việc cho các bạn rồi. Giờ chỉ cần một buổi họp chung để lắp ráp lại thôi. Ừ, tôi đến nào cũng được. Bây giờ bà xem những họp ở đâu nhỉ? Hay qua nhà tôi đi. Hôm trước nghe bà kể, nhà bà thì nhỏ, bố mẹ bà lại vất vả nữa. Liệu qua đây có tiện không? À ừ, nhà tôi nghèo mà nhỉ? Nhà ua chật nên trong buổi sợ không tiện lắm. Hay qua nhà tôi cũng được. Thôi, nhà ông xa lắm. Có mấy cây chứ mày. À, hay là ra bên Calon đi. Mà đây trường mật. Ồ, thế mà tôi không nghĩ ra. Ngọc thì sao? Tôi nghe cũng được. Thế quyết vậy nhá. Chúng ta sẽ họp vào chủ nhật tuần này. Okay. Tôi sẽ báo các bạn khác luôn. Ok. Chào cả lớp. Mời cả lớp ngồi xuống. Đầu giờ này bà đang tìm cái gì đây? Không hiểu sao con không thấy quyển sọ văn đâu ấy. Hay là bà chưa sọ ăn? Ừ,
qua tôi dặn rồi. Vừa nãy tôi nhớ tôi để trên bàn rồi mà. Không thấy. Gì tìm đi. Tí ấy, thầy gọi lên bảng đấy. À, thầy mời bạn Ngọc lên bảng. Thối đấy. Đúng là mồm từ thối thật. Sáng nay chưa đánh răng. Mời bạn Ngọc lên bảng nào. Dạ vâng ạ. Chết rồi làm sao? Này, cầm lấy đi. Yên tâm, vợ sáng nay tôi vừa bọc xong, không lo đâu. Cầm đi. Trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh thôi. Dạ thầy ạ. Sóng là dao động được lan truyền trong môi trường vật chất, dao động khí ạ. Chị đang đọc cái gì đấy? À, em đọc ý nghĩa sóng ạ. Trong sách giáo khoa người ta ghi thế ạ. Sách giáo khoa môn gì? Môn vật lý ạ. Tôi dạy môn gì? Môn văn ạ. Em trả lời nhầm môn ạ. Thầy cho em trả lời lại ạ. Thôi được rồi, cô đọc lại đi. Dạ thưa thầy, hình tượng sóng trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh thì được bao trùm cả bài thơ ạ. Sóng không vật liệu. Trả lời cũng tạm được, tôi cho 5 điểm. Sản văn đầy đủ, chữ đẹp tốt. Tôi cho thêm 2 điểm nữa nhá. Để chỗ đi. Lớp trật tự nào? Như cái chợ này à? Qua bài thi lần này, thầy nhận thấy là kiến thức văn chương của các em còn yếu. Nhiều bài thì chữ xấu, thầy dịch mãi mà không ra. Chưa kể, có những bài thì chính tả sai bét, sai bét. Câu chữ thì lục cổ. Tôi đọc bài của anh chị mà đau hết cả đầu. À, còn có một bài văn này nữa. Thầy muốn mời một bạn để đọc cho cả lớp nghe. Chung nào. Nguyễn Trung Thành theo em là một cây bút bá đạo của nền văn học Việt Nam và kỳ cả kiến trúc Mỹ. Em không có ý xuyên tạc, nhưng thật sự tác phẩm của ông đã để lại cho giáo viên và học sinh vô vàn nỗi đau và mỗi năm có hàng triệu sinh tử phải mất ăn mất ngủ vì tác phẩm của ông. Trong đó, hình tượng rừng xà nu trong tác phẩm cùng tên thực sự là một hình ảnh nổi bật cho sự bá đạo của ông. Riêng bản thân em thấy rất bức xúc khi mà đề bài yêu cầu nêu cảm nhận của em mà lại chấm điểm theo cảm nhận của ai kia. Em và người đó có thân giao cái cảm gì đâu mà trùng khớp hoàn toàn chứ. Em xin dừng bút và chúc thầy cô giáo đang chấm bài em cảm thấy vui vẻ. Nếu mệt quá thì giải trí chút đi. Làm việc quá sức không có lợi cho sức khỏe. Em biết đây là bài thi học kỳ nên em không sợ bị hủy bài thi. Em xin hứa là thi tốt nghiệp em sẽ không như thế. Có điều em không hiểu là tại sao cứ cho dừng xả nu hoài thế. Thôi em xin dừng bút. Chào thân ái và quyết thắng. Hết. Thầy cảm ơn chú. Mời em về chỗ. Đã ai nhận ra đây là bài viết của mình chưa nhỉ? Tại sao em có thể viết được một bài văn như thế được nhỉ? À, thưa thầy. Đó lại là một câu chuyện rất dài nữa. À, buổi tối hôm đó, em ăn cơm xong là em ngồi vào bàn học ngay. Ngoài trời có những cơn gió rít liên hồi mang theo cái gió lạnh của mùa đông bắc. Thôi thôi, tôi biết câu chuyện dài của anh rồi. Tôi biết anh thích những câu chuyện dài. Thế nên là tối về viết cho tôi bảng kiểm điểm 1000 chữ. Thiếu chữ nào tôi phạt anh chữ đó. Hóa chưa? Cho tôi mượn với.
À, bà có biết tại sao hôm nay Kim Dung nghỉ không? À, nó bị ốm nên không đi học được. Mà ông hỏi làm gì? Mày nghĩ cái gì mình mà như người bất hồn đấy hả? Tao đang nghĩ rất là kiểm điểm kiểu gì phải được 1.000 từ đấy. Đó lại là một câu chuyện dài. Ừ vậy. Hỏi bạn Ngọc kìa. Ừ, hỏi bạn Ngọc kìa. Ta hỏi tôi. Chả phải bà có kinh nghiệm nên bà kiểm điểm gì. 100 bản cơ mà. Mấy lần 100 bản. Ừ, bà Ngọc, giúp tôi đi. Thôi được rồi, vểnh ta lên mà nghe à. Thì đầu tiên thì ông cũng phải ghi mấy từ cơ bản như là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, xong rồi bản kiểm điểm, các thứ. Rồi. Quan trọng là về sau ấy à. Ba sủa đi. Hôm đó, trong giờ thi văn, em đang ngồi suy nghĩ. Trong không gian tĩnh lặng đó, bỗng nhiên tiếng kêu tích tắc tích tắc tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, nó cứ kêu tích tắc tích tắc tích tắc. Rồi sao nữa? Sao ngu thế? Là sao? Thì ông cứ ghi tích tắc tích tắc tích tắc khoảng hơn 900 từ gì đấy. Vài chữ cơ bản bên trên thì gộp vào thì ra chẳng được 1.000 từ, hiểu chưa? À đúng vậy, đúng vậy. Mà để thông minh vãi. Thông minh cái gì? Cái này gọi là bị nhiều quá, bây giờ có kinh nghiệm. Hãy tại hạ bái phục, bái phục, bái phục, bái bái phục. Cảm ơn bà nhé. Cảm ơn Xuông ấy thôi à. Thế thì buổi nước không mày? Tôi mời. Tôi trả tiền rồi bạn ơi. Thế để hôm nào chơi loi. Tôi giả ba thì mày. Hôm nào cái gì mà hôm nào? Tí học xong, chuyển luôn. Ấy, thế được làm gì không? Nhưng mà chỉ được vài trận thôi. Hôm nay ta có hẹn với Hảo mà. Hảo này ở lại cho mất nhé. Ơ, thôi thế cũng được. Thế nhá, bây giờ anh em lên lớp. Đây, tao còn 2 trận nữa là lên vàng rồi đấy. Vậy? Sắp tới cậu thi tương cầu ở trường đúng không? Tôi có món quà muốn tặng cho cậu. Sao lại tặng tôi? Vì... cảm ơn cậu nhé. Thảo ơi, bây giờ tớ đi chơi với bọn Cánh Ngọc với thằng Đông ấy. Khi nào cậu tập văn nghệ xong thì gọi điện cho tớ, tớ đón cậu nha. À thế thì cậu cứ đi với mọi người đi, không cần phải đón tớ nữa đâu. Sao thế? Không sao, cậu cứ đi với mọi người vui vẻ đi. Lát tớ tập xong tớ về với Nga cũng được. Thôi đi đi. Vậy cũng được. Nhưng mà có chuyện gì thì nhớ điện cho tớ nhá. Nhanh lên Lâm ơi. Ở đây tí. Thôi, phải đi trước nhỉ? Cậu đi đi.
Ê, lại là cậu à? Cậu đi đâu đấy? Tôi đang đi bộ để bắt xe buýt về nhà. Lên xe đi, tôi đèo về. Thôi cậu đi trước đi, tôi về sau cũng được. Nhà cậu gần nhà tôi mà, tiện đường luôn. Lên xe đi. Nhưng cái gì, giờ này xe buýt tan học đông lắm. Lên xe đi. Lên đi. Hóa ra hôm trước cậu ấy trèo lên cây là để lấy quả cầu này cho mình. Xin chào các bạn. Mình muốn thông báo một tin hơi buồn đấy là vào tuần sau ấy thì bọn mình chỉ phát một tập lớp học bá đạo vào Chủ nhật và sẽ không phát vào thứ tư. Tại vì là các bạn diễn viên đang đợt này ôn thi. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, ủng hộ và theo dõi. Nhớ like và share nhá. Các bạn ơi, Noel sắp đến rồi. Các bạn đã có món quà nào để tặng cho người yêu mình hay chưa? Hảo có bán son Velvet của Pháp chính hãng hay còn được gọi là bông rua. Bạn nào thích thì có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của mình dưới đây nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ê, khoan đã các bạn ơi. Hiện tại thì mình nhận được nhiều phản hồi của các bạn đấy là không nhận được thông báo khi mà mình up video ấy. Thì các bạn làm theo video hướng dẫn nha. Khi mà các bạn đăng ký kênh ấy thì nhớ ấn vào cái nút chuông thông báo bên cạnh nhé. Chuông nó nhảy thành hai cái tai ấy, thì ok nha.